Ủa sao lạc được xuống dưới đó? Tòa nhà 79 sai của Thái Lan đi ăn buffet tại tòa nhà 79 Thái. Sắp hàng vậy nè. Hai đứa đó nó đi tẻ. Người chứng kiến thấy mình vô trong đây lại để xếp hàng để tránh cái vấn đề là bị kẹt đường á, người ta qua lại nhiều quá, nó sẽ làm một đường lai thôi, một đường lai ra, một đường lai lại vô lại nên cần dễ đánh theo nguyên vòng tròn. Đi mà đi rồi quay trở lại. Và sẽ cao hơn. Ok, mình vô trong đây các cô. Rồi, vô. Tập quanh cái toàn đảo này. Cái mai mày toàn đảo đó. Vô, gọi anh cũng vô hả? Vô. Chưa gì ta, nó vô rồi mà anh còn chưa gì nữa. Một lần.